À, bây giờ sẽ là chính tay mình thay nhớt cho con xe này nha. Mấy anh quỷ kia nhân viên á, đi chơi hết trơn rồi. Giờ chính tay mình là thay luôn à. Con này á là ở trên mạng á, người ta nói là thay thay nhớt á là ba bình mốt, mà thay lọc nhớt là 3 bình 4. Mà mấy anh em chơi với 8 á, như Linh xe ôm đồ các thứ á, là nó kêu là thay là 3 lít rưỡi, còn thay lọc nhớt là 4 lít đó. Thì nó nói thay vậy là xài chạy nó ngon hơn là mình thay 3 lít mốt á. Bây giờ là mình sẽ cho anh chủ xe tập gym vô khai mạc tiếng nổ đầu tiên của con xe này nha. Được. Này hiền vậy, hiền quá phải gì nè. Đó, tính đẹp vô thì phải gì đó. Đó. Rồi được chưa, biết chưa, biết cách nạt luôn. Nạt là phải gì nè. À. Rồi như vậy là xong. Đây là con xe Z800 đầu tiên của em à. Là hồi đó đi xe gì? Winner lên Z8. Rồi ghê kinh khủng. À thì con này thì nó cũng hao xăng thì tầm 15-16 cây lít. Thì có bô độ sẵn, cái bô quá ngon rồi, cái bô là thấy đại gia rồi, cầm cái bô thấy đại gia rồi, bộ titan, AK Movit, hàng real. Thì bây giờ anh sẽ thì carbon nè, đồ carbon nè, thì bây giờ anh sẽ đẩy xuống ha, thay lại cái bô zin cho em, rồi em xong là em gửi bản số với lại cà vạt lại cho anh. Bây giờ anh đưa cho em cà vạt. Phải có bô zin gắn vô để đi đăng ký. Mới sáng sớm luôn á, anh mới đi lấy đồ về luôn. Đây nè, 5 9 A 3 0 9 2 5 5. Bây giờ bữa bản số này mình cũng bỏ thôi, mình ra tên dưới đó là bản số này mình bỏ. Là có nghĩa là em nộp lại cái này với lại cà vạt lại cho công an. Ừ, anh cà số sườn rồi. Chút ở dưới người ta tháo vàng đây, anh cà số mấy nữa. Rồi em đưa cho anh chứng minh nhân dân, ô tô, hộ khẩu ô tô. Là cái đó anh đưa cho em một lần luôn, lát nữa anh đưa cho em hết luôn. Rồi em ở dưới đó em đóng một cái tập ni lông á, xong rồi gửi lên đó hết cho anh. Rồi anh gửi đúng góc tầm nhanh đó nha, thì 1 tuần, chậm thì 2 tuần là xong cái bộ sơ gốc về cho em. Rồi. Thì quên chỉ em cái bình xăng đó, bình xăng với 8 không biết mở là cái gật lên gật xuống là em biết rồi đúng không? Rồi còn bình xăng này nè là phải đè xuống mở ra, hiểu không? Chứ em mở không là không có được, không có biết là không có mở được. Ừ.
đè xuống đóng lại là nó nhẹ lắm. Còn mà em không đè là em mở tới mai luôn á. Nó vậy thôi, nhớ đè nha. Còn này gật xuống nè, gật xuống bỏ qua đó. Đây là cái bộ dinh với 8 anh em, nó nặng như cái đau rồi. Cái này là em khỏi tập gym nữa luôn á. Em phải cầm cái này cỡ nhiêu ký, như em tập gym cái này nâng cỡ nhiêu ký? 7-8 ký. 7-8 ký hả, nặng ghê ha. Còn này cái tối dinh nè đó, thì em bỏ hết vô đây cho em rồi chút chở sao. À, là đi hai xe đúng không? Đi hai xe rồi bây giờ anh xuống anh gắn cái đuôi tích hợp xi nhan cho em lại cái bô dinh vô. Bô dinh là nó êm lắm, không có không có mất tình làng nghỉ sớm. Không mà cái bô này cũng êm lắm, cái bô này nó không có ồn, nó đủ thôi, lên tu cao mới đã, nó đủ cho em xài thôi, nó không có ồn như SC hay là gì đó. Đừng có lấy tháo ra bỏ nha ba, cái bô mười mấy triệu á, tháo ra nhiều người không biết, về tao cho tùm lum ra. Nội cái cổ không là đã 3,5 triệu rồi. Rồi bây giờ xuống gắn bô dinh lại, anh cà cái số sườn nữa là xong rồi. Bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người đã xem clip của Minh Baker. Thì từ winner lên với 8 nặng nha, nặng. Bên thử đi, bỏ bô xuống bên thử thôi. Con với 8 này nó cơ bắp hơn với 9 nhiều. Nói chung là như như cái bạn này, bạn đó tập gym thì bạn nó đi với 8 thì nó ok hơn, nó cơ bắp. Em có để ý là cái với 8 của mình đó, nó lộ cái động cơ ra giống như dân chơi gym vậy. Còn với 9 thì nó yếu điệu hơn xíu, còn với 1000 thì nó vừa đủ. Còn này cơ bắp, cục máy nó nhìn rất cơ bắp ha, mà nó nặng hơn thằng với 9. Thấy mình dắt không mọi người? Nói chung là biết cách dắt thì nó nhẹ nhàng, nó không có nó nặng. Nhưng mà mới thì chắc chắn là sẽ nặng rồi. Xây tó luôn rồi anh em. Đó. Rồi. Thôi giờ xuống gắn bô dinh rồi, chút nữa cho mọi người nghe tiếng bô dinh của V8 như thế nào luôn. Bây giờ mình tiến hành thay bô nè. Ảnh yêu cầu là thay bô nè ha. Rồi thay đuôi đèn tích hợp xi nhan. Rồi ảnh yêu cầu vệ sinh tay ga. Rồi gì nữa ta, quên rồi. Mình thắng bên đây nè, nó còn có một miếng mình thay mới luôn cho ảnh luôn. Đó, thay mới luôn cho ảnh luôn. Rồi lại mình thấy cái con này là mình thấy vẻ mình không thay mà thấy nó khó chịu á. Có nghĩa là chủ cũ người ta xài á, người ta làm tuôn răng rồi, thấy khó chịu quá nên mình thay mới luôn. Đó, không có cái chỗ bán xe nào mà như mình đâu nha. Ở những chỗ khác là người ta giao xe xong là xong xe, đúng không? Lại thấy cái này nó khó chịu quá, chủ cũ người ta xài á, khó chịu quá, thay luôn. Đó, là thay bộ con xe về là chỉ có đi thôi, không có cần phải làm lại gì nữa hết á. Đây, ốc này nó tuôn có một xíu rồi nè, chút nữa mình thay con ốc titan đẹp vô luôn. Nó kiểu như là ta xài cái người ta không biết mở cái nó bị mòn. Thay luôn ốc mới luôn cho đẹp. Gắn bộ dinh lại để ra tên ha. Rồi bây giờ mình cà số khung số mấy đó. Cà số khung số máy để rút gốc. Má sao cái V8 này khó cà ghê à. Đây là cách cà số khung số máy mà sao con V8 này nó ảnh lên mình ảnh ủng hộ hai cái nón nè anh em. Thì nón này mình cũng để lên em giá sỉ thôi nha, rẻ hơn giá thị trường đó. Rồi xong nha. Tại vì cái lô khẩu trang này rất là mắc cho nên mình không có bán. Khẩu trang này giá thị trường của nó tới là 60-70 ngàn một cái luôn, mình không bán. Mình tặng cho mấy anh em mua xe chơi đội cho chống dịch corona thôi. Đeo thử đẹp trai không? Thiệt, khẩu trang đẹp lắm, đeo vô đã lắm á. Nó có lớp thông hơi nè. Lấy bằng nào thành? Thấy
chưa? Anh em quay qua cho anh em coi nè, camera siêng năng lên. Đó, đẹp không? Tại vì nó quá mắc nên mình không bán, chỉ tặng cho mấy anh em đeo chơi thôi. Chứ mua thì cái so với giá một cái khẩu trang là nó mắc. Đó, quá đẹp luôn ha. Đeo vô. Thở nó rất là thoải mái. Ở trong nó rất thoải mái, anh cảm giác là nó khác những khẩu trang thường luôn. Nó khác những khẩu trang thường của mình. Đó, rất là đã. Ê, sao không lấy cái này nè, mình bỏ cái số khung số máy vô luôn. Đó, trời ơi, tiện lợi. Hỏi mất công nó bị gì. Không, hôm qua anh có đăng Zalo, em nhắc anh nhớ, tại nãy giờ nhiều việc quá quên. Anh có đăng Zalo tặng cho mấy anh em mua xe, mua nhớt rồi á. Nó, tại vì công người ta kêu mình là mùa dịch cạnh cái gì chụp lựa thời cơ bán khẩu trang nên là đâu bán đâu, mà khẩu trang này nó giá nó cao quá cho nên cũng không bán luôn, nên tặng cho mấy anh em đi đó. Khẩu trang hồi giờ cầm bao tay nè anh em, bao tay là chuyên chạy mô tô á, nó dễ xài mà bền lắm. Nghe nói em có một cặp 3 năm đúng không? Mà bây giờ bao nhiêu, bây giờ mình giao xe cho em thì ở đây là mình cho nguyên một cái combo là gọi là bảo trì xe lần đầu luôn á, là gồm là thay bố thắng nè, thay bố thắng là 5,5 triệu nè, đó bố thắng trước đó nha, vệ sinh ga nè, là cái mấy cái này mình không ghi, mình chỉ ghi mấy cái đồ mình mua thôi. Thay ốc titan nè, ốc là nãy mình nói rồi á, là thay luôn cái ốc titan đẹp nè, là 220 nè. Đó, còn mấy cái này là thay bô zin nè, rồi thay đuôi đèn tích hợp xi nhan nè, mở đuôi đèn tích hợp xi nhan cho mấy anh em coi nè. Đó, đuôi đèn tích hợp xi nhan. Rồi tháo mấy ốp vàng áo cả cái khuôn máy rồi đó, quy bộ combo đó là được mà 6 món đó. Thì xong rồi nha. Rồi rồi, xong, giáo xe, vui chưa? Rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chúc anh em mau có sở hữu được chiếc phân khối lớn như vậy. Đó, rất là đẹp. Xong rồi nha. Đi ga rồi, khỏi hoàn nàng, tại anh nhắn nó sẽ vô quá.